Đúng đúng đúng. Rồi rồi, không đánh sư gia. Vậy chị Linh chơi bài nào là em chơi bài đó với chị Linh. Ủa là sao vậy? Là hỗ trợ dữ chưa? Là hỗ trợ dữ chưa? Rồi sẽ bấm vô nè. Rồi Không có nha. thấy cái thế vô nè đẹp nha Lì ơi, được á, bãi mạnh á, kiểu mình biết đánh bài thôi, mình đánh luôn đi, có gì đâu, đâu ai nói gì đâu. Chốt cái thế. Đây rồi, nãy giờ anh nổ hũ cho anh em một cái nè, nổ hũ cho anh em một cái mãn nhãn nè. Cơ chế nổ hũ là sao? Thì khi mà anh em đủ 3 thằng tài thì nó sẽ lắc cái xúc xắc cho mấy anh em. Là bây giờ thằng tài là mấy anh em chỉ đánh, gọi là muốn hũ bự là mấy anh em chỉ đánh thua thôi, chứ anh em không đánh thắng được. Đánh thắng là nó trừ cái điểm của mấy anh em, nó trừ điểm thì mấy anh em bị trừ điểm thì mấy anh em bị nó đần lắm. Cho nên bây giờ nếu mà anh em chỉ là thằng tài, anh em chỉ đánh thua, nó lắc cái xúc xắc thì bao nhiêu round thì bấy nhiêu round, nó còn hết steel là nó cố định. Nó cố định 4 round đúng không? Còn cái này là nó không có cố định. Nó quay một round cũng có, hai round cũng có, mà cao gọi là maximum là 6 round. Thôi không chơi đâu. Mặc ảnh thôi. Nhẹ tay chị Linh ơi. Cái gì level 5 ra không muốn tiền là sao đó vậy? Không rau anh sầu ra. Em chỉ cần Tôi con ba nói tiền thôi, em chỉ cần con ba tiền thôi mà này nó ra cho em con 4 tiền nó làm cái gì á. ảnh có game rồi hai ơi. Ủa? Ý là cần con ba tiền thôi, con 4 tiền này ra đâu cần đâu. Ủa? Ác nè, hắn hay nè. Ủa gì hả? Ba cây chụm lại nên hòn núi Bài non. rồi. Một trang bị thành phần ngẫu nhiên và 12 kinh Đừng nghiệm bài thành rồi. phần. Trùng không? Trùng gì đâu có trùng. Yeah. Tướng ba Ngon thế tiền. nhờ. Tướng ba tiền có gấu. Tướng ba tiền cũng ngon. À, 12 kinh nghiệm sau mỗi vòng giao tranh đầu tiên nếu người chơi. Cái này ngon ta. Được mẹ mày, khôi khó rồi. Đây 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 Ủa đây mày tính đây chơi thần đây thoại hả? đây đây Ông đây đội hai ơi. đây 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 số mấy, số 3. Trễ rồi à, thằng tài chưa bao giờ là trễ cả anh em ạ. À, 113 máu mà chửi cái gì? Mà chết tôi nhất người. Đó, nó spam đảo chịu. Kêu Không tôi spam, có. kêu tôi spam, nhưng mà cũng vô nè. Ra cái thế vậy rồi. Thì hồi nãy anh cũng ra thế mà anh mới chơi chứ. Trời ơi, anh này giờ anh đánh thằng Tài. Đó, Anh đi hũ vậy. bạn lĩnh thì phá hủ đi, bạn lĩnh thì bán tướng đi. Nhẹ nhẹ thôi, tầm này Ai lát nhẹ túi hả? nhẹ. Ai lát túi hả? Thật rồi. Hách luôn á, hách luôn á. Rồi 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 rồi. Em chưa Ừ, gặp tôi đâu á. thách Tính ra luôn người ta á. chơi thần tài mà tôi tưởng tôi chơi thần tài hay hơn. Chứ anh không bình thường hay sao? Anh vẫn đang chơi bình thường mà. Cái form đang nằm nằm cái thần thoại mà tự nhiên bán là uổng lắm á. Kệ tôi nói rồi, tôi mà thấy dấu biết hiện dưới tên là tôi bán hết tướng luôn. Khó nhìn mặt nhau lắm á nha, trở lên má thù đào quá.
Số 4. Cái này là xài sao? Hành đồ on hết à? À, là hành đồ on hả? Ui da, mạnh tay quá vậy. Ghép đồ xong đập thành đồ on. Đâu đợi là hở ghép cái vô cực coi. Thành vô cực mà. Hai hai. Hả hả. Nè đấm tôi mua vô nè luôn. Hai hai rồi. Đồ này không, đồ này thì mình dùng nè. Đồ này là mình dùng nè. Còn đồ mình không cần thì mình mới đập. Đồ mình không cần thì mình mới đập. 1 2 3 4 5 6 đập. Trời, đồ đẹp quá vậy. Điệt mẹ mày, đồ đẹp điên luôn. Trời ơi, nó khàng hết, chết luôn kìa. Ba round nữa. Đừng đập đồ co, à má ngu rồi. Trời, hiểu rồi, điệp mẹ mày ngu rồi. Đập đồ on là mất cái búa R mặt cười. Đập đồ thường thì nó còn cái búa xài hoài. Hiểu. Má ngu à. Rồi gặp dì Linh mạnh quá vậy. Bé tôi quên nhìn, tôi quên bỏ tướng ra rồi. Cái tầm dì Linh ác thiệt á. Tầm ma quá. Tôi nói vậy chứ tôi không làm, còn anh là không nói mà anh làm. Tôi làm gì? Anh ghép rồi, anh đắp tôi. Hồi nào. Cái cũ rồi, mình bỏ qua đi. Năm mốt rồi. Má không biết chơi á, mấy anh em không biết cái lỗi nó sẽ chơi làm sao á. Má bị ngu luôn á. Cái lỗi nó không biết chơi làm sao á, má. Khó. Giờ vậy à, vậy giờ ước gì giờ quýnh dao huyết mới gớt ra cho tôi cái kia nữa. Trả tiền. Anh nhẹ con dù này dễ thương dữ. Đi một sao. Sao này mạnh vậy? Đậu. Ây da, sao này mạnh vậy? Giống cúc quá.
lấy cái một chứ à. Cái này là lấy mình lấy cái đó là mình xài được luôn cho phép mà. Cái một nó có mùi, có tính lắm có tí xíu à. Đọc nhà trai C3 ơi, lần sau có loại đó thì mình rút kinh nghiệm mặt cười. Lấy cái lỗi dở quá. Bây giờ Lee Sin ráng lên hai cái nè. Đồ phép nè, có giảm hồi máu là đẹp nè. Giảm hồi máu nè. Tụi lũ bọ không tăng nhiều quá rồi mọi người, tăng bọ nhiều mà. Ui da. Lũ không còn máu nhiều mà sang miếng nè lì ơi. Bài mạnh rồi, vô anh đi, hết tiền không đi, hết ga hết số kiếm vô nè đi. Chờ nữa. Oh no. Rồi no, gặp thử cái nó đi nè no nè. Mạnh lắm rồi. Biết đất đi. Ê mà cảm giác bây giờ nổ cái hũ nó ra phần thưởng đã quá ha. Hồi nãy tôi làm cái hũ, tôi hũ bao nhiêu ta? Hũ đầu là 4. Lúc đầu là lắc được số 4, lúc sau lắc được hình như là số 4 nó là hũ 8. Hũ 8. Trời ơi đủ má lụm qua bu bu mà. Đệt mà mày thừa rồi. Chạy con mu mu mà. Trời ơi. Cho mày hai cái luôn đó. Đi xấu hết luôn. A Lì ơi, Lì ơi, gặp Kiều Linh tháo tướng ra đi A Lì ơi. Kiểu như đang hấp hối đó nha. Tháo tướng đi, đang hấp hối đó. À, tướng. Tháo đi chứ. Phải gặp không vậy? Không, anh không gặp rồi đó. Đó nói rồi đó thấy chưa? Trời ơi, chị em kiểu này là khó nha. Ý là gặp thiệt. Giờ này là được mà. Khó nha, chơi kiểu này khó nè, Jonah chém hết rồi. Ông nghĩ là gặp thiệt. Khó thân, trời ơi. Chị Linh gũ vô chơi mà giết chị Linh kiểu này khó nha. Không phải, ý là gặp thiệt, ý là nãy giờ ấy mà. Rồi đó kìa, chửi rồi đó, thấy chưa. Khó quá, trời ơi, đã nói rồi. Nói rồi mà kiểu này khó chị Linh quá. Ai ngủ tôi vô chơi trò này vậy? Điệt mà khổ chị Linh quá trời. Bài chắc giờ để yên cũng tấm hợp rồi. Trời. Thằng kia nói chị Linh là đánh với chị Linh đồng 2 là khác lắm. Nó coi thường chị Linh kìa. Tại mùa này tôi chưa quen thôi. À
đợi đi. Thì kiểu có người chỉ cho chơi không chịu chơi. Là sao nữa? Thì ý là có người chỉ cho chơi đó. Xong rồi chị Linh cái tôi, chị Linh không, cao, chị Linh chịu. Không hả tôi xuống. Tôi không còn. Giờ đồ ghép điên ghép khùng chứ ghép cũng gì giờ đúng không anh em, giờ đồ này đụng mà em tích mệt rồi nổ hủ. Nổ hủ xong thế giới luôn anh em. Má cái game kia hồi nãy mà không làm khùng làm điên là 6 cái tích 1, hôm nay chơi 6 game là 6 cái tích 1 rồi đó. Ủa nghỉ đúng không hai? Chứ chị Linh bùi kiểu đó khó bùi quá. Chị Linh gọi là vậy khó quá, chị Linh top 8 hoài à. Top 8 thì tôi đánh một mình nè, coi tính đánh một mình là tối nay tôi lên tới đâu luôn á. Vậy cho chơi với. Không, đúng thế anh. Sao vậy? Tiền hết số. Hết tiền hết số rồi. Bán đi, cầm cố gì đi. Salad kìa bán đi. Hết còn... số rồi. Legends are told in word and trời ơi đủ má. Rao sao lên ghi ra luôn rồi. Cái lồ má nó thiệt chứ nó nhảy lên trên đây. Nữa. Vô nè ba. Vô nè ba mạnh mà lì. Nhà tình bỏ không. Vô nè ba mạnh mà. Nó xếp ngu vậy đâu. Chưa chết nè trời. Xếp ngu vậy đâu. Nay trai, bây giờ em gặp thằng kia, em chém thằng kia là em win được anh rồi. Nay trai. Đó, bây giờ em gặp thằng kia, em chém thằng kia là đẹp. Em thua thằng kia mà. Sao thua được? Ủa con Zana vả em như chó vậy đó. Má coi kìa. Em phải ship con Yone xuống một ô. Rồi. Let's go. Lụm rồi, win chắc, bên kia nó không có đam giết. Rồi, ông chết lắm mẹ ở đây đi không ạ? Yone hút máu nhiều mà. Game này em cô có vào kèo nên em nghĩ mình nên nhường 7 à mặt cười.
Trời mạnh dữ vậy. Vô nè ghê quá vậy. Bán đồ thì nói, bán đồ thì nói. Hỗ trợ content. Thấy không? Phải không? Kiểu như là anh cũng muốn đầu hàng cho FME top 1 lắm á Lời, nhưng mà FME không có vô được top 2. Khó quá. Anh đừng có nói để tôi. Ý là anh cũng muốn luôn á FME ơi, nhưng mà nãy giờ em đánh em không có vô được game nào hết, sao anh đầu hàng được? Khó quá, quá. Anh vì. Thôi anh nghỉ nha FME ơi, nghỉ nha Lời ơi. Anh đi, bye bye mọi người. Ok, ok em. Bye bye FME nha FME. Tối nay chơi mời anh nha. Không. Tôi cũng muốn nhường nhưng mà nhiều vô có thế, chị Linh không có vô được Tết sao nhường đó. Bây giờ này tôi còn gọi là tôi bán nhầm tướng đồ, nhưng mà lộn nó cũng mạnh quá.